Xin chào các bạn, thì hôm nay là 23 tháng 9 năm 2021, thì trời Kon Tum mưa, thì ảnh hưởng cái bão gì áp thấp số 7 đấy. Thì tôi sẽ trồng lại cái hoa giấy, đây hoa giấy Mỹ, thì mình trồng chủ yếu lên gốc, thì bạn nào quan tâm thì có thể theo dõi, trồng và tôi có thể uốn theo cái dây thép. Cái trồng thì ở đây tiện có một cái chậu này là chậu C9 này của cái hãng gì Phước Lộc này, chậu nhựa mỏng, chậu nó nhỏ hơn. Còn tôi mới mua một số cái chậu C11 để mình trồng đây, nhưng mà sau này thì mình sẽ trồng lại nữa, uốn lại nữa nhiều lần, bởi vì hoa giấy thì mời các bạn là cùng theo dõi. Đấy, bây giờ tôi sẽ xoay ra camera sau để các bạn dễ hình dung. Đấy các bạn, bây giờ cơ bản dễ uốn kiểu chung chung thế này, thì mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn mỗi thì tôi mới tập chơi trồng hoa giấy để làm cây gốc bonsai. Đây là chấu này, chấu tôi chọn nhiều để cho nó ấy. Còn đây cái giá thể này thì mới trồng là nó chưa hết, chắc chưa hút hết, và tôi cho một ít cái phân NPK, và ngoài ra là cái phân này là phân cá mà mua để trồng lan kiếm đấy, cái cây lan kiếm ấy, thì người ta nói là cho phân cá, thì tôi sẽ cho một ít vào, bởi vì trời đang mưa, các bạn thấy ngoài trời mưa nó khác, trời ạ mù lắm, đấy. Còn đây như đây tôi có cây sung này tôi chưa tạo dáng, các bạn thấy quả đá không? Rất là nhiều quả, cái ngọn nó khô rồi từ lâu rồi nhưng mà tôi chưa đẽo, cắt đi để đẽo đi. Đấy thì bạn nào quan tâm có thể là đăng ký theo dõi kênh Hoàng Việt TV1. Thì cái này nó rễ nó nhiều này rồi, các bạn thấy chưa, rễ nó ra đây rất nhiều này. Thì tôi sẽ trồng vào cái chậu C11, chậu C11 thì nó to hơn. Thế bây giờ thì ta tháo ra ta uốn cái rễ cái đã. Thì bạn nào quan tâm thì ấy, tôi thì mấy bữa nay thì lan rừng nó không, do gửi nó chậm đấy, thì mình tốc độ mình gửi ít thôi. Đấy thì trồng cái gốc hoa giấy này rồi sẽ ghép cái hoa giấy cẩm thạch nữa, hoặc là ghép, người ta gọi là ghép 5 màu đấy. Cây này rẽ ra rất nhiều đâu. Đấy các bạn thấy chưa, trồng vào cái bì bao xi măng này, thì ông trồng thì ông đóng bấm nhỏ bớt để cho nó tiết kiệm ấy. Như tới thì tôi sẽ trồng một số cái là tôi trồng tất ra này, tức là khi mình còn thay chậu nhiều, một là mình mua các cái chậu C mấy kia thì C9, C11 đã to, đầu tiên thì trồng chậu nhỏ thôi, chẳng hạn ví dụ như chậu nhỏ nên chậu C6, C7 này, chậu C7 này, đây chậu C9 thì nó to hơn này. Đấy thì mình trong quá trình để mình còn thay chậu tức tạo bộ rễ, bởi vì cái này thì mình chơi là chơi cả bộ rễ nữa. Đây các bạn thấy rễ nó rất là to này, cái rễ rất to này. Thì bây giờ rễ bình thường để nó thẳng này nó sẽ thế này, nhưng mà bây giờ mình uốn để theo cái những cái này nó to quá rồi thì rất là khó uốn. Đấy, nhưng còn những cái nhỏ này thì có thể uốn được. Mỗi cây nó 3 bộ rễ, thì cái này tôi sẽ trồng vào chậu C11. Thì bạn nào quan tâm thì có thể là theo dõi. Còn đây thì tôi lấy dây treo giỏ nan, bởi vì quá trình chia sẻ rồi thì một số cái dây thì mình ấy, bây giờ tôi buộc cố định cho vào đây. Ở phía trên này thì mình có thể buộc bằng dây nhựa đập, còn phía dưới thì buộc dây chuối để cho nó rẽ tiêu, còn nó không là như tôi hôm trước tôi buộc dây thun. Bên hông này thì nó có chuối thì mình thấy dây chuối mình buộc cũng được, còn cái này mình buộc để sau, vì cái dây bằng nylon này này nó khó tiêu hủy nên mình buộc bằng dây chuối thì nó có thể nó tiêu hủy. Thì tôi trồng này nó bén rẽ, tôi sẽ ghép hoa giấy cẩm thạch vào, hoặc là ghép một số màu nữa mà. Thì đang sưu tầm các cái dòng màu hoa để mình ghép thì mình chơi.
Đấy, bây giờ cái này thì cái dây sắt thì mình có thể mình uốn theo ý của mình. Uốn đến đâu tôi buộc dây chuối để cho nó giữ cho nó khỏi khỏi di chuyển. Đấy các bạn thấy chưa? Uốn cẩn thận nè, không có gãy mất. Thì mỗi người chơi mỗi kiểu. Tôi uốn cái này tôi đang định uốn cho nó vòng vòng tròn lên. Mỗi người chơi một một kiểu chơi các bạn. Đấy. Cái này thì tôi buộc cố định ở đây, buộc bằng dây chuối thì sau nó sẽ tiêu hủy, hoặc là dây rơm hoặc bất kỳ dây thì bằng, nói chung là các bạn cứ sử dụng các cái dây bằng dây bình thường thì là nó xuống là nó sau này là nó sau này nó tự hủy đấy. Đấy, cái này thì uốn nó vào đây nữa. Uốn cẩn thận không có gãy, nó dập mất mất rễ các bạn. Tức là sau này mình sẽ còn uốn tiếp nữa. Đấy, với cái này tôi sẽ uốn cho nó thành một cái hình, cứ hình tròn đấy các bạn. Còn đây cái này cứ để thừa này. Thì sau này nó lớn lên ý nữa thì mình sẽ lại uốn tiếp nữa các bạn. Bây giờ rẽ nó chỉ được thế này thì mình uốn thế thôi. Còn các bạn thích uốn hình gì thì việc các bạn uốn, nhưng mà khi rẽ nó còn nhỏ này. Đấy, riêng cái này thì tôi sẽ uốn này, còn sau nó ra rẽ thì mình đấy cứ để cho nó vòng này đã, sau nó xuống thì thôi kệ nó đi các bạn. Đây là một một cây. Đấy các bạn, thì bây giờ tôi sẽ trồng vào cái chậu C C11 vì cây này rễ nó to. Thì tôi chọn thêm chấu vào đây. Xong rồi cho thêm một ít phân nữa. Bởi vì cái này cũng mới trồng được có mấy tháng thì cái đất này nó vẫn chưa với mình bón phân, có thể mình bón sau. Chủ yếu phân ủ, phân rác ấy, để cho nó xốp. Thì tôi làm này thì các bạn nào cảm thấy có ý nghĩa thì các bạn có thể đăng ký kênh like chia sẻ. Đáng nhẽ cái này là cắt to nữa, như khi mà rẽ nó xuống đến đây thì tôi sẽ lại uốn lại lần nữa. Thì các bạn theo dõi thì xem là bao nhiêu tháng nó được, thì các bạn có thể theo dõi kênh, các bạn đăng ký và chia sẻ ủng hộ. Bạn nào có những cái ý tưởng hay thì các bạn cũng có thể comment. Bởi vì mỗi người có một sở thích thôi, thì Covid ở nhà thì mình cứ đấy đấy. Đây thì tôi cho một ít cái phân lân tổng hợp để khi mà mình trồng cái cây kia thì đáng nhẽ là phải trồng vào cái chậu nhỏ hơn để cho cái rễ của nó bó vào. Như đây thì trồng cái này thì tôi cũng cứ trồng chơi mỗi cái trồng một kiểu, nên các bạn có thể là theo dõi. Còn đây là cái phân phân cá,
Phân cá là tôi mua để trồng kiếm, nan kiếm. Thì mọi người thì bảo là trồng nan kiếm là trồng phân cá là rất tốt. Tôi cũng trồng một số nan kiếm rồi. Bạn nào theo dõi thì kênh thì có thể là bây giờ cái này thì phải trồng cho nó xuống. Còn nếu trồng ấy thì ta có thể buộc dây để ta cố định cái cây này cho nó khỏi núc nắp. Trồng thì có thể cắt có thể không, bởi vì tôi trồng nếu mà không cắt cái thân à ngọn nó đi thì nó một số cái nó vẫn sống, nó có thể nó hơi trọt một chút. Thế bạn nào theo dõi một thời gian tôi sẽ mở những cái cây này, quá trình trồng thì kết quả như thế nào và ghép. Cái này tôi sẽ để nó bén rễ, là tôi sẽ ghép hoa cành hoa giấy cẩm thạch vào đây cho nó lên. Bởi gốc giấy Mỹ thì nó phát triển rất mạnh, còn cẩm thạch thì mình trồng đấy các bạn. Tôi đã trồng xong một cái cây này, thế thôi, thì còn các cây kia tôi trồng tiếp. Thì bạn nào quan tâm thì sau này kết quả như nào tôi sẽ khi mà thay chậu hoặc là quá trình trồng này tôi làm gì tôi thi thoảng tôi đưa video lên. Thì bạn nào quan tâm có thể đăng ký kênh Hoàng Việt TV1. Video này tôi làm đây kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.